Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. CC báo tin cho cả nhà vui nè. Anh Sa đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà anh Sa đi nhà thờ về rồi bắt đầu anh Sa mới mở thùng ra để xem như thế nào. Đợt hàng này đó, CC nghĩ anh Sa làm mệt xỉu luôn đó các bạn. 28 thùng hàng ha. Thùng nào cũng khoảng gần 50 pound. Nhiều lắm. Cái lo lắng của CC đó lần này nè, là vì sao các bạn? Đồ đắt tiền rất là nhiều. Cho nên CC sợ. CC mong anh hãy khui ra để xem coi như thế nào. Lo lắng, nãy giờ rất lo lắng. Thì CC nghĩ rằng hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp. Thì hai anh em cứ nhìn qua màn hình để trò chuyện với nhau. Nhưng lần này đó là tại vì quá nhiều đồ đắt tiền. Những cái bóp, những đôi giày, những cái đồng hồ lên tới cả vài ngàn đô. Nước hoa, nhiều tiền lắm các bạn. Cho nên là thật sự đó, CC hồi hộp, lo lắng. Nhưng mà CC tin mọi việc sẽ tốt đẹp. Chắc không đến nỗi nào ha. Hãy ráng, ráng là không bị gì. Hồi hộp, nhưng vẫn niềm tin là không bị gì. Mừng, vì hàng đã về tới. Còn một đợt hàng nữa là khoảng 2-3 ngày nữa là CC đi gửi, là đợt cuối cùng luôn đó. Là cái chỗ gửi hàng người ta báo với CC là ngày 15 là ngày cuối. Họ không có nhận nữa. Tại vì nhận nữa thì cũng để trong kho thôi, không có giao kịp. Cho nên là ngày 15 là end ha. Rồi sau cái Tết Tây bắt đầu mới nhận trở lại. Thì thôi chỉ biết hy vọng mọi điều tốt đẹp thôi các bạn. Bây giờ thì CC sẽ review những cái sản phẩm mà CC và gia đình đi mua được rất là nhiều. Có nhiều bạn hỏi CC là chị ơi sao không kể chuyện nữa. CC mong các bạn hãy thông cảm cho CC, hãy thương CC nha, đừng có buồn, đừng có giận gì cả. Vì một năm chỉ có được một cái mùa lễ tạ ơn và Giáng sinh và cho tới New Year. Thì hết tất cả mọi thứ on sale, đáp lại cái tấm chân tình của các bạn, giúp cho CC, xem YouTube cho CC. Mà CC thấy là các bạn cần, cho nên thôi CC đi mua trong cái mùa Giáng sinh này. Chứ thật sự ra đó, video đăng lên đó không được 1.000 người xem nữa. Nhưng mà thôi không sao, không sao cả. Thì CC giúp cho các bạn trong cái mùa Giáng sinh này, để các bạn có được những món quà thật là ý nghĩa. Mà tiền thật, các bạn phải xài hàng thật. CC bận rộn, CC mất công, tốn nhiều thời gian, ngày ngủ có 4 tiếng à, nhưng mà không sao. Niềm vui của CC mang đến cho các bạn là những nụ cười, là CC hạnh phúc nhất rồi. Hơn 200 anh chị và các bạn đã mua hàng của CC, nhưng CC chỉ bị có một người duy nhất là than phiền. Nhưng mà vì cô ấy chưa nhìn kỹ thôi, cho nên cô ấy mới nói như vậy. Nhưng mà vài hôm sau thì cô ấy có viết vài lời nói với CC, thành ra ok, không có gì. Thì các bạn thử nghĩ đi, CC ở bên Mỹ, anh Sa là người không bao giờ buôn bán, chưa từng bao giờ biết buôn bán như thế nào. Mà cái việc này CC giao cho anh Sa là CC cũng bị mẹ la đó. Là trời ơi, tại sao anh Sa là con trai mà con đưa luôn cả những cái gì mà phụ nữ. Thì CC hỏi anh Sa rồi, anh Sa nói không sao, không có sao. Thì em cứ nói cho anh nghe cái này phải như thế nào, thế nào, thế nào. Anh có vợ rồi mà, đâu có gì đâu. Vợ anh đồng ý mà không sao cả. Đó, thành ra anh Sa đã giúp CC. Chứ nếu không có anh Sa và vợ anh Sa, các con của anh Sa, thì CC dám chắc rằng CC không bao giờ làm được điều này cho các bạn. Cho nên là mùa Giáng sinh, CC sẽ bỏ ra cả tháng luôn. Đi mua, đi tìm, đi kiếm. Kiếm ở ngoài, kiếm trên mạng xã hội, kiếm hết tất cả các nơi để mang đến những bông quà thật ý nghĩa cho các bạn trong mùa Giáng sinh. Cái việc đầu tiên lúc nào CC cũng muốn làm một điều này là tại vì CC sợ các chị nè, các bạn nào quên. Đây! Trời ơi, toner này CC mê lắm. Cứ rửa mặt xong là phải toner nha, bắt buộc nha các bạn. Vì khi các bạn rửa mặt đó là mặt các bạn rất là sạch, và nó có thể giống như là những chai rửa mặt nào mà nó có tẩy tế bào chết chung á, thì nó có thể chút xíu gì đó. Cho nên là các bạn cần phải xịt vào để cho nó thẩm thấu vào da của các bạn. Trời ơi, mê lắm, nói thiệt. Không trang điểm, không đánh kem cũng được, nhưng CC bắt
buộc là phải toner. CC xài nhiều loại lắm, cứ toner là được các bạn, tùy cái mùi các bạn thích. Thì đây, hôm bữa CC xịt cái chai kia hoài, giờ xịt chai này nè. Mỗi mùi mỗi khác nhau ha, nhưng mà đã là toner là ok rồi. Nhắm mắt lại. Trời ơi, cái chai này nó thơm ơi là thơm các bạn. Mở mắt ra, xong. Trong nháy mắt là xong. Các bạn nhớ xịt xuống dưới cổ nha. Xuống dưới cổ cho CC luôn ha. Để nó tự hòa tan trên da mặt của chúng ta. Không cần phải đụng tay vào hoặc là gì cả. Trời ơi, cái mùi này nó thơm vô cùng. Mỗi mùi, mỗi khác nhau ha. Chai mập, chai lùn, chai ốm, chai cao, đủ loại. CC xài đủ loại luôn á. Cho nên CC mới biết để giới thiệu với các bạn. Thế bây giờ việc thứ hai là việc gì đây? Các bạn có nhớ cái son này không? Son này là CC xài, xài hết cây này mua cây khác, hết cây này mua cây khác. CC thích cái hiệu này vô cùng. Nè, xài mòn tới như vậy luôn nè, gần hết luôn rồi. Nè, gần hết luôn. Thì các bạn biết sao không? Lý do tại sao mà CC đánh son mà đưa cho các bạn xem như vậy? Vì đây là loại son CC yêu thích nhất. Mặc dầu khi CC ăn uống cái gì là nó dính ra ly, dính ra chén, nhưng không sao cả. CC chỉ cần cái màu son đẹp mà nó không bị khô môi. Vì hết tất cả những loại son đắt tiền ở Mỹ, họ đều có dưỡng ẩm. Còn những cái loại son mà giống như là chúng ta ăn nó không dính, CC có nhiều lắm, nhưng CC không xài. Một thời gian CC xài chừng một tuần, cái môi của CC đó, da đó, nó bong, nó tróc hết lên. CC sợ quá phải dưỡng rất nhiều luôn, bây giờ không dám xài luôn. Đó, cho nên thôi, kệ không sao cả, dính ra chén, dính ra ly, chúng ta lấy giấy, chúng ta lau đi. Không để bị viêm, không để bị nhiễm, không để bị bong tróc những cái da ra. Vì ở đó là cái phần da mềm, rất nguy hiểm nếu mà bị tổn thương ha. Cho nên thôi, cứ như vậy mà xài. Thì trong mùa Giáng sinh này, hiệu son này không bao giờ sale. Bây giờ cái tên của nó mờ quá, CC cũng không đọc được. Nhưng mà các bạn nào muốn, CC sẽ viết lên cho các bạn. Thì trong cái mùa Giáng sinh này, cái son này nó on sale. Sale 20%. CC mừng quá các bạn. CC mua 2 cây. Đây các bạn hiểu nè. Đó, mở cho các bạn xem cái màu son như thế nào nha. Năm nay CC mua son nhiều lắm. Tại vì CC thích đó. Có đôi khi ngồi làm video với các bạn như vậy nè, đánh miếng son lên, rồi CC dùng cái son luôn á, chà chà như vậy nè, đánh hai cái má hồng lên luôn, rồi làm video thôi. Không có trang điểm, không make up, làm biến, không có thời gian. Đây. Mà các bạn thường hỏi chị ơi chị đánh màu son gì đẹp vậy, thì đây, cái số máy đây, giờ không có mắt kính, không thấy đường ha. Thì đây, cứ gần hết là CC phải mua, gần hết là phải mua. CC mua 4 cây như vậy rồi các bạn, nhưng không có bao giờ on sale. Nhưng lần này on sale 20%. Mừng quá. Và mua thêm một cây nữa nè. Cây này CC mua màu hồng đậm. Đây. Tại vì mùa lạnh tới, CC đánh đậm lên một chút. Còn mùa hè CC đánh nó lợt lợt theo màu da da của mình, lợt lợt hồng hồng lợt lợt. Đây, đó, CC mua được 2 cây nè, on sale 20%, đây là cây cũ của CC nè. Đó, CC thích lắm, CC có rất là nhiều loại son, năm nay CC cũng mua nhiều lắm. Rồi bạn bè tặng, gia đình tặng, CC có Dior, Chanel, Hermes, and Elizabeth Arden. Và còn nhiều loại son nữa, CC mê son lắm, thích lắm. Đó, nhưng mà cái loại son này là CC xài mỗi ngày. Vì cái màu son này CC thích lắm. Nhắm mắt CC cũng đánh được nữa. Còn những cái son màu đậm quá là phải ngồi trước cái gương và phải dùng cái cây
cọ để vẽ cái môi mình ăn gian, tại vì nó đậm đó cho nên cần phải vẽ. Còn màu son này nó tiệp tiệp với da của mình, ok, quẹt lên vậy xong. Thì đây, bạn nào thích CC mua giùm, hình như là còn khoảng 20 hai mấy đồng à. CC quên rồi, nhưng mà khoảng 20 tới 20 mấy đồng một cây son này thôi. Đó. Rồi. Nè, đó. Và đây. Cây này CC xài rồi, hai cây này CC mới mua. Đó, để dành các bạn, tại son đâu có hư gì đâu mà chúng ta sợ. Xài hết cây này là có cây khác liền, không có sợ. Để dành. Các bạn có biết không? Khi các bạn xịt cái chai toner này vào mặt các bạn đó, các bạn nhớ để cái môi bình thường, đừng có bậm lại, đừng có gì hết. Hãy để bình thường. Vì sao khi các bạn xịt á, nó trúng vào cái môi, coi như là cái chai toner nó cũng dưỡng ẩm cái môi cho các bạn luôn. Rất là tốt ha. Đó là như vậy. Coi như là đã xong video này về những cây son ha. Bây giờ CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.